Minasan konnichiwa. Nhân Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại hôm nay cùng với Nhung để chúng ta đi tới với một bài học mới. Chúng ta hãy cùng xem hôm nay chúng ta sẽ học gì nào. Chúng ta đang có đã có một cái cây. Cái cây gây trừ 1 tháng thì cái cây nó nhỏ thôi. Xong cây gây trừ khi được 3 tháng thì cái cây nó lớn hơn. Rồi cây gây trừ thì cái cây nó to hơn hẳn so với cái cây 1 tháng đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có câu nói là Kiga okiku narimashita. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học xem là okiku narimashita sẽ được dịch như thế nào. Chúng ta có cấu trúc ngữ pháp như sau. Tính từ đuôi y chúng ta sẽ bỏ y đổi thành cư. Tính từ đuôi na chúng ta sẽ bỏ na và thêm ní. Danh từ chúng ta sẽ cộng với ní và đi với lại narimas. Ý nghĩa của nó là trở nên và trở thành. Cách dùng là dùng để diễn tả một cái gì đó chuyển sang một trạng thái khác. Nhưng mà là tự nhiên nha. Tức là trở nên trở thành một cách rất là tự nhiên. Giống như chúng ta có là cái cây nó lớn. Kiga okiku narimashita. Vậy cái câu này chúng ta dịch là cây thì đã trở nên to hơn, đã trở nên lớn hơn. Ở đây chúng ta có phải đây là ban ngày và sau đó nó chuyển sang ban đêm, tức là sẽ trở nên tối. Vậy chúng ta sẽ nói câu là kuraku narimashita. Kurai là tối, cho nên chúng ta sẽ bỏ y và đổi cư cộng với lại narimashita. Ở đây chúng ta sẽ chia về quá khứ kuraku narimashita, tức là đã trở nên tối. Còn khi bị bệnh, còn đây thì đã khỏe mạnh, tức là chúng ta đã trở nên khỏe mạnh đúng không? Chúng ta có tính từ khỏe mạnh là genki. Genki là tính từ đuôi na, cho nên chúng ta sẽ bỏ na và thêm ní vào đó. Vậy thì chúng ta sẽ được thành lập một câu là genki ni narimashita, đã trở nên khỏe mạnh. Genki ni narimashita. Còn ở đây là bạn này là học sinh và bạn ấy đã trở thành một bác sĩ. Bác sĩ là isha. Isha là danh từ, cho nên chúng ta sẽ thêm ní vào đó. Vậy thì tôi đã trở thành bác sĩ, chúng ta sẽ nói là isha ni narimashita. Có phải là quá đơn giản môn này các bạn? Nhưng các bạn cũng đừng có quên làm bài tập ở cái link Nhung để ở bên dưới để chúng ta có thể làm được bài tập nhiều hơn, nhớ lâu hơn bộ phương pháp này. Hay như là sayonara, mata hai ma shou.